Xin chào các bạn, ngày hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn món mực xào sa tế nha. Đặc biệt là mình chia sẻ cách làm sa tế tươi á, ốp vào mực nè, rất là ngon luôn. Hôm nay đi chợ thấy con mực ngon quá nè, còn tươi luôn, cho nên mua về á, mình chia sẻ cách làm mực xào sa tế cho các bạn cùng xem nha. Đầu tiên thì mình muốn làm cho cái món mực xào sa tế cho nó ngon thì mình sẽ cho rượu trắng vào nha, cho rượu trắng vào để rửa cho mực nó thơm và ngon hơn nha. Con mực thì có cái lớp da bên ngoài nè các bạn, mình lột da ra bỏ hết nha, cho nó sạch nè, lấy cái phần da bên trên hết nè. Lột ra ở bên trong rất là trắng luôn nè. Rồi mình xả là vài nước nha các bạn. Sau khi đã rửa mực xong thì mình sẽ đi khứa dãy cá nha các bạn. Khứa để khi mà mình sắc mực ra, mình xào ra rồi á, mực nó sẽ cuốn lại rất là đẹp luôn. Các bạn khứa như vậy nè, mực rất là dày ngon luôn nè. Mình sử dụng cái dao bén nha, dễ làm hơn. Các bạn khứa đừng cho đứt nha. Như vậy xong thì mình sẽ quay lại, mình tiếp tục khứa xéo lại nữa nha. Do con mực này nó to quá nè các bạn, cho nên mình sắc ra nữa nha, sắc thiệt chiều dọc nè, thịt quá dày luôn, con mực này đúng 1 kg luôn đó các bạn. Rồi mình sẽ sắc miếng như vậy, còn nếu như các bạn làm mực nhỏ thì mình chỉ khứa thôi, mình không cần sắc ra cũng được. Cái món mực xào sa tế này thì mực nào mình cũng làm được hết nha, nhưng mà đặc biệt các bạn làm mực ống hoặc là mực cóc, mực gai nè thì nó sẽ ngon hơn, nó có độ giòn nè, miếng thịt mực rất là dày luôn. Rồi mình cho ra một cái đĩa nha, tiếp tục mình xắt như vậy cho đến hết nha. Nguyên liệu tiếp theo thì các bạn chuẩn bị cho mình một củ cải cà rốt. Mình đã gọt vỏ và mình sắc nhỏ như vậy nè. Và vài củ hành tím nè. Một muỗng canh hạt điều đỏ nha. Một muỗng canh củ hành tím băm, một muỗng canh tỏi băm. 2 muỗng canh sả và gừng mình cũng đã băm nhuyễn thôi nè. Và nửa muỗng canh ớt nha. Ớt thì tùy vào các bạn thích ăn cay thì các bạn có thể vô thêm cũng được. Theo thì mình sẽ bắt chảo lên bếp nha. Rồi bật lửa lên. Giờ mình sẽ cho dầu ăn vào. Giờ thì mình sẽ cho hạt điều đỏ vào nha các bạn, để mình thắng cho ra màu á, cho đẹp nè. Để mình làm sa tế tươi á. Khi dầu điều đã ra màu hết thì mình sẽ hớt bỏ hộp nha các bạn, mình chỉ lấy cái dầu thôi. Giờ thì mình sẽ cho củ hành tím băm và tỏi băm vào luôn nha. Tiếp theo thì đến gừng, sả và ớt. Xào cho nó thơm lên nha các bạn. Với cách làm sa tế này thì các bạn có thể mình ướp thịt nướng nè, hoặc là mình làm những món ăn khác cũng được nữa. Rất là thơm luôn. Sa tế tươi á, mình làm tại nhà nó sẽ ngon hơn. Nếu như ướp thịt nướng thì các bạn có thể cho thêm một chút gia vị vào, hạt nêm, bột ngọt nè, chút đường cho nó đậm đà hơn nha. Sau khi sa tế đã vàng và thơm thì mình sẽ cho mực vào nha các bạn.
Xào cho săn mực lại thì mình sẽ cho củ cải cà rốt và củ hành vào luôn nha. Rất là thơm luôn các bạn. Giờ mình sẽ nêm gia vị luôn nha. Mình cho vào đây nửa muỗng canh nước mắm, nửa muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê hạt nêm, 1/3 muỗng cà phê bột ngọt. Mực này rất là nhanh chín cho nên mình xào như vậy khoảng 3 phút là chín rồi nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ tắt bếp nha. Tùy vào khẩu vị của gia đình mình mà các bạn có thể nêm nếm gia vị thêm nha, hoặc là giảm lại nè. Món này thì ăn với cơm nóng rất là ngon luôn. Món mực xào sa tế mà mình đã cho ra dĩa rồi nè các bạn. Thêm một chén nước mắm ớt nữa nè. Rất là cay luôn. Bây giờ mời các bạn cùng ăn nha. Để mình thử một miếng mực nha. Khi nãy mình khứa nó nè, bây giờ nó có cái đường rất là đẹp luôn. Chấm vào nước mắm ớt nè. Món mực xào sa tế này rất là ngon luôn các bạn. Mực thì giòn giòn và tươi ngọt lắm. Do mình có khử bằng củ trắng đó các bạn, cho nên mực rất là tươi ngon nè. Vừa tươi ngon vừa thơm. Cay cay của sa tế nè. Nếu như bạn nào mà không ăn cay được á, thì món này mình có thể giảm lại ớt hoặc là sả gừng nha. Do nhà mình ăn cay đó, cho nên mình làm món này ăn cảm thấy rất là ngon. Món này ăn cơm ngon lắm các bạn. Mình chấm vào một miếng nước mắm ớt nè. Hơi mặn mặn cay cay nữa. Ngày hôm nay mình chia sẻ món mực xào sa tế, cũng là cách làm sa tế tươi cho các bạn cùng xem. Đến đây thôi nha. Kết thúc video. Xin chào tạm biệt các bạn nha.